Du thủy nè, thấy không? Thấy không? Thấy không? Trên mạng rồi. Gặp hai trang qua Hà Nội luôn. Vậy là có duyên lắm mấy đây là ngã tư đường nha cả nhà. Ông Du Thủy đang hỏi thăm đường. Trời ơi, chạy nguyên một băng. Ba căn nhà ra đó anh Thủy. Cầu Tự Nguyên 375. Mến chào cả nhà đến kênh Lâm Phạm Tiền Giang. Lời nói đầu tiên chúc cả nhà được nhiều sức khỏe và bình an. Hôm nay mình theo anh Tùng đến xã Thiện Trung, Cái Bè Tiền Giang để quen Tùng cưa cây tràm bông vàng nha cả nhà. Cây tràm này nó có rất là nhiều nhánh. Ta cũng kêu đó là cây tràm tay tượng nữa. Thì nó nằm cặp mé sông. Nó có đường ống nước bên dưới đây nè. Trên đây là cái chuồng heo nhưng mà chủ nhà đã bỏ rồi. Anh Tùng cư như thế nào, xin mời cả nhà cùng theo dõi nha. Tùng bắt đầu lên cây. Có ôm luôn. Thịt cho ông ba đi nha cả nhà. Tùng đang thịt cho ông nó bay. Buông dây điện đúng luôn rồi, đè ra cái dây. Wow.
phần này có sẽ bớt cái nhánh. Cái trơn này nó tàn rồi, cứ nó không ngon. Chưa có... Anh Tùng à, sẽ đưa về phía bển cái nhà. Sập mé bển luôn. Cái lõi của nó bên trong rất là đẹp nha cả nhà. Anh Tùng đã cưa xong cây tràm ông già, đúng là cây tràm cái tai tượng. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà nha, hẹn các video mới tiếp theo.